Vâng, ngày hôm nay các thủ phía team Hà Nội đỏ quá. Bên phía đội bạn thì là Seng Minwan Egypto thôi. Vâng, 4-0 của Ấn Quân, không có gì tuyển. Còn đây là Mark C. Egypto, Seng Minwan. Như vậy chắc Minwan đánh cung rồi, chống y Mark C. Greg đến từ chim sẻ đi nắng. Hồng Anh, Katharian có thể chắc nhà. Chị Boy Mark C. Vâng, liệu rằng cái kịch bản có lặp lại không? Khi mà như trận chung kết trước thì cũng có Mark C, cũng có Katha trong cánh. Mark C cũng dâng lờ đi Dummy. Cũng có một cung đầu cánh. Hồng Anh cầm Katharian. Lại không thì hiêu với voi đâu. Lại chắc lại phải đi câu xa vậy thôi. Số nó phải đi xa chắc mới có lộc. Đây là Phonesian đến từ game thủ nâu 1. Một bài cầm phô cân sen. Vâng, cứ nói vậy cho nó sang cái lỗ mồm rồi. Anh em đánh cho nó khỏe. Không đồ lùa về, dù sao có bãi quả thì cũng thấy được rồi. Chip Boy đã đủ đồ. Đầu 1, đây rồi, Void đấy. Vâng, về với bản thôi. Phi con sư tử trước đi đã. Chắc là thôi về với chiếc BS ăn hiêu này cũng được. Nhanh chóng, gọn nhẹ, mà tiện lợi. Ba nhà đô 1 thì là rất khung. Đến với màn hình máy ở game thủ chim sẻ đi. Có hiêu, có voi và có quả. Con voi thứ hai để về nữa thì Greg cân xe. Hiêu đầu đá về rồi. Đây là voi. Một bầy hiêu 4, một đôi voi, một bãi quả. Nên là Greg cân xe luôn. Bên phía đội bạn có Seng Minwan, Egypt và Phô. Kích đòi chim. Vâng, 2-3 dân. 7-2x. Nông dân đóng BG đang đứng chơi. Cắt tiếp nông dân ăn quả, câu con voi này về. Dò xem có phải một đôi không. Và đúng là một đôi. Đây là một bài Greg có thể cân sen đến từ game thủ chim sẻ đi nắng. Vâng, những con voi chết là rất đẹp. BB đóng rồi. À đây, đây mới là BB, tôi tưởng bo bãi gỗ rồi cơ. À không phải. Cắt tiếp nông dân ăn quả ra câu nốt con voi về không? Cho đỡ lãng phí. Hồng Anh chém thủ. Mark C dâng lờ. Một bài Mark C gỗ đầu khá sâu. Chiếc BS đầu tiên của chiếc BS thật sự tù tội. Vâng, nó tù không phải tù trong việc ăn gỗ mà tù trong việc bo bế. Seng 26 dần. Minwan là người đánh chém.
Như vậy là Minwan sẽ là người đánh cung Nga. Sẽ chuyển cung Nga sớm. Đây là Phonesian đến từ game thủ No 1. Hồng Anh Katarian. Ô, con nông dân ảo thật. Màn hình máy đến từ game thủ chim sẻ thôi. Greg đang gặp nhà màu 8. Đó là nhà của Egypt. À không, nhà này không phải Egypt, nhà này là Phô. Màu 8 là Phô. Phonesian là của game thủ Velop. Một lần nữa chim sẻ lại được gặp Velop. Một cái duyên lợi. Velop cũng đã rất khó chịu với chim sẻ trong những tên trong những giải solo rồi. Và lần này anh lại được gặp Velop ở đầu cánh. L đang được vắt. Bây giờ thì đối phương cũng đang vắt 2L. Một P. Một bài mà chim sẻ vẫn chưa thể làm gì được nhà đầu cánh. Thì bên lớp đang có bài cầm phô và lạc đà rất khắc chế. Đây là Katarian đến từ game thủ màu 4 Hồng Anh. 32/40. Vẫn chưa có gì đặc biệt cả. Đây là... Thôi, con nông dân này đi rồi. Đen vãi trường. Màu 7, đó là nhà của Egypt. Vâng, màu 7, đó là Egypt. Egypt đã phát hiện được nhà Y đến từ game thủ Chip Boy. Bây giờ thì Hitty độc cô, à không, Seng độc cô của bạn cũng đang đẩy cung giờ ở đây nữa. Bắn nát này. Như vậy là hơi quản. Katarian. Đây là Phô, đang ăn được hết bãi vàng đến từ game thủ Cam Quýt. Cam Quýt đầu cánh màu 6 chết khá sâu. Nhưng mà vẫn còn đó ở nhà Egypt và nhà Seng. Hồng Anh tham lai đang 4-3. Một bài Hồng Anh phải bắt buộc nhảy 4 sớm. Chim Boy chưa giảm áp lực được cho đồng đội nhiều. Khi mà nhà Y anh đóng đã bị phát hiện. Màn hình máy đến từ game thủ No 1. Anh có đẩy một tên vào nhà màu 7 được hay không? Màu 7 cũng không phải là quá khỏe. Nhưng đấy là cung R Egypt. Nó sẽ rất tuyệt và rất trì. Hơn nữa bên cạnh nhà Egypt thì đó lại là nhà Seng. Bây giờ chim sẻ anh chém sao rồi. 25/36. Vẫn đang giữ được tham thôi. Nhưng đã mất nhà bởi Phonesian. Phonesian đang cầy nhà chim sẻ ra bằng những con lạc đà. Vâng, bây giờ thì chim sẻ vẫn đang có thể giữ được tham thôi. Nhưng anh đang yếu hơn bên lớp rất nhiều. Bên lớp cũng đã chạy dần. Bên lớp cũng đã chạy dần. Đây là Hồng Anh. Cũng đang chiếm nhà bên lớp. Năm nay là 56/60. Màn hình máy game thủ No 1. No 1 nâng luôn bản đồ đi anh. Anh cần nâng luôn bản đồ. Bây giờ thì Seng đang ốp một tên khá to vào nhà game thủ No 1. Có cả lạc đà màu 6 nữa. Có giật hết quân về đỡ không? Tên này phải giật quân về đỡ. Không thì không thể đỡ được.
đen một cái ruộng đi, đen cái ruộng đi và đóng nhà BA vào đấy. Gỗ đang nhiều. Vâng, đen e cho cung R thoát ra ngoài, chứ đừng để đen e cho cung R vào trong. Vâng, màu 7 đang rất đồng cùng, cũng quẳng thôi. Hồng Anh sang đỡ được nhà cho nông 1 không? Hồng Anh đang sang, sang cái nơi chắc nông 1 cũng chết. Về lớp chết rất nhiều dân rồi. Đây là game thủ nông 1. Vâng, Hồng Anh đang thủ được kìa. Hồng Anh đang sang và có thể thủ được. Một tên mà lạc đà đến từ game thủ Hồng Anh đang là rất đông. Và bây giờ Hồng Anh kích được 4 thì vẫn có thể có cửa. Màn hình máy đến từ game thủ Chip Boy. Hôm nay đang có dấu hiệu đè xuống. Nô 1 43 dân, Hồng Anh 45 dân. Đây là màn hình máy game thủ Hồng Anh, vẫn cứ phải sóc lạc đà thôi, chưa kích 4 được. Đây là thời điểm chưa thể kích 4 được. Tam Lai đang 72 trên 84. Có Y và đây là hai nhà P. Rất đông Y. Vâng, phù thủy bắn cung lạc đà chém cung R trước. Đang rất nhiều Y. Vâng, hù được 3 con Y thủ tươi. Vâng, chạy một con lạc đà đi dò nhà Y luôn. Và ra băm nát nhà Y. Tam Lai đang 80/92. Rất trâu. Và lạc đà đang cực đông. Nhưng có quan trọng nhất là còn cần thêm bãi vàng thứ 2, thứ 3 nữa. Đây là màn hình máy game thủ nâu 1. Anh thủ được chưa? Một lần nữa anh lại bị ốp và một lần nữa anh lại phải cần đến Hồng Anh. Giữ cung và gọi Hồng Anh đi. Hồng Anh đang di chuyển cả một cục lạc đà sang rồi. Bây giờ thì Chip Boy đang được nhận đồ bơm để có thể đâm chết nhà 1-5. Như vậy là cũng được đấy. Tham này là Tham vẫn đánh được. Không được quýt. Không ai được phép quýt nhầm cả. Đây là Tham vẫn đánh được. Tụ thêm Y vào. Nhà 1-5 đang rất mất tay. Nhà 1-5 đang rất mất tay. Màn hình máy game thủ Hồng Anh sang đỡ được chưa? Đó là Hồng Anh đang sang. Hồng Anh chủ động phải nâng cái bản đồ lên. Hồng Anh nâng cái bản đồ lên. Màn hình máy đến từ game thủ nâu 1 đâu rồi? Vãi cả thím. Đến với màn hình máy chim sẻ xem sao. Tam Lai chim sẻ vẫn đang 29 này. Vâng. Thịt vất hết. Đúng rồi, chim sẻ vất hết thưng cho màu 2. Để màu 2 đâm y. Max C đang rất nguy hiểm với một cái bài mà đối phương không có cung ngạ. Bây giờ thì màu 5 đã chuyển cung A rồi. Thì Hồng Anh có thể kích 4. Có thể nhảy 4. Cần thiết thì tạt sang nhà của màu 7 cũng được. Tạt nhà màu 7. Cần phải dứt khoát cho những tên như này. Bây giờ thì những con Y đang áp sát được vào những con cung A. Rất tốt. Và những con Y vẫn đang còn nhiều máu. Nhồi đồ liên tục nhá. Cứ 101 thôi cũng được. Không phải nhồi nhiều quá. Nhưng cứ 101. Ăn từ từ thôi. Ăn dần thôi, ăn mòn thôi. Bây giờ thì Y Max C đang thể hiện được độ khó chịu của nó. Trong một bài mà Max C đang được rơi vào tay của Chip Boy. Rất tốt. Nhà của Seng nhiều khả năng là chết luôn này. Nhà Seng chết luôn. Chim sẻ vào ăn dân nhà Seng được không? Đúng rồi. Chim sẻ đang rất hiểu ý Chim Boy. Elton và chim sẻ đang vào ăn dân được của game thủ 1-5. Vâng, Hồng Anh cứ thủ nhà nhảy 4 được là thắng. Cứ thủ chắc và nhảy 4 được là thắng. Úi dồi ôi, bên lớp ơi, biếu nhiều y tốt lắm anh ơi. Yêu lắm. Nâng bản đồ rồi, Hồng Anh nâng bản đồ. Ô, kích 4 rồi à.
Úi giời ơi, được của nó đấy. À, nâu một đâu, sang đây luôn. Nâu một có bao nhiêu sang hết đây, nhanh lên. Đừng giữ lại con nào ở nhà nữa. Sang hết đi nâu một. Màn hình máy đến từ game thủ Hồng Anh. Nó đang đứng trên dốc, đội bạn đang đứng trên dốc rất đông. Vâng, nhưng mà họ không xuống rồi. Mời họ xuống dốc để solo cho nó sòng phẳng, nhưng họ không xuống. Kìa, Y lại chuẩn bị vào đấy. Có, về hết, cứu được thì tốt. Chip boy mỗi mình, chip boy quấy rối tình dục thôi. Tham Lai đang trúc xuống. Mỗi một mình chip boy quấy rối tình dục thôi. Màn hình máy ở game thủ chim sẻ đi đẻ. Về không? Đây rồi. Màn hình máy đến từ game thủ Hồng Anh thôi. Toàn cảnh nhất. Đây rồi, đang bắt được hot hot đi. Tay rồi, số hot ra rồi. Nâng lửa, rất tốt. Bây giờ thì ruộng kìa. Rồi, hù đi, hù kìa. Vâng, cùng giờ cứ đuổi Y vào bắn đi. F3 đúng rồi. Vâng, phải thở đi đã. Nhưng Egypt to lắm. Egypt to lắm, bình tĩnh thôi. Đây là màn hình máy ông nào đây, ông nào đang soi tham đây, đây rồi. Màu 5. Bình tĩnh thôi em ơi. Bây giờ phô về nhà của Katarian hồi thật nhanh. Vâng, phô cần phải về nhà của game thủ Hồng Anh hồi thật nhanh. Bơm đồ bơm đủng các kiểu. Một bài mà rất nhiều khả năng là phải dâng cả L lên và đi cùng với Hot để ủi chết luôn nhà Egypt. Không rằng co đánh đời 4 nhiều vì bên phía đời 4 họ là rất đẹp. Để một con voi đi. Vâng, bơm thịt cho ông Anh đi. Nồi thịt đi. Vàng bây giờ chưa cần đâu. Bây giờ thì ngồi lên dốc mà chơi Hồng Anh ơi. Ngồi lên dốc mà chơi, đừng chủ quan. Đây rồi, hót khạc ra lửa rồi. Hó ra bạc và bây giờ là khạc được ra đờm rồi. Tươi. Đến với màn hình máy game thủ nâu 1, 45, tốt lắm Hồng nâu 1 đây. Tốt đấy. Chim sẻ tham lai vẫn đang 32. Chip boy, ôi giời ơi, lại. Ui giời ơi, lại. Ông ơi, lại, ui giời ơi. Ôi giời, ông nào đây, ui giời ơi, hè ơi, yêu lắm hè ơi. Chết nữa đi. Tốt lắm, nhồi đi, ném thịt vào mồm chip boy. Cho nó đâm đi. Màn hình 7 oảng nhá. 7 oảng sâu đấy. 7 chết về tầm 15 con dân từ nãy giờ rồi. Màn hình máy game thủ Hồng Anh. Bây giờ Hồng Anh ủi đi. Phải kẹp có được con voi dâng vào nữa thì tốt. Nhưng mà thôi không cần. Bây giờ lực còn đang chưa có để sau hot thì thôi không cần phải voi biết gì đâu. Đẩy thẳng nhà Sen trong tân này. Và à, đẩy thẳng nhà Egypt trong tân này. Đẩy thẳng nhà Egypt cùng với những con Y. Phải có Y tụ vào. Y tụ vào đi cùng với lại những con hot. Y tụ vào đi cùng với những con hot trong những trận đấu quân. Hot không bị thiệt nhiều là em xịt. Y hút đam. Bơm thịt đi. Vâng kìa, Hồng Anh chờ. Hồng Anh chờ đồng đội. Hồng Anh ơi. Mấy máy em thủ Hồng Anh. Chờ đi. Hồng Anh chờ đồng đội. Chờ những con Y kìa. Giật hot lại để đấu trong trận này. Cung R Egypt đấy. Không phải cung R cùi đâu. Kìa, Y kìa, vào hút đam. Nâu một đâu? Nâu một đâu? Đâu rồi? Nâu một đâu? Nâu một đâu? Đây là màn hình máy của thủ nâu một. Quýt chưa? Quýt chưa? Quýt chưa? Màn hình máy của thủ Hồng Anh đâu rồi? Mất chuột rồi. Đây rồi, Hồng Anh ơi. Niềm tự hào của Game TV. Hồng Anh đang rất khỏe với một bài cầm Katarian. Bây giờ tham chỉ là 60 con. Đen ơi, những bình tĩnh thôi, chưa thắng được đâu.
cứ đánh mình thì anh thôi. Đâu rồi, cung nâu 1 đâu? Bài máy game thủ nâu 1. Tham lai 57 trên 1 lít. Vâng. Nhà Seng bây giờ cung A đang còn rất ít. Chip Boy đã có bài cầm Mark C đánh hay. Vâng, nhà đội bạn xấu, nhà mình còn xấu hơn gấp 10 lần. Vâng, bài mình thì không xấu, nhưng nói chung là quân mình thì lại thực sự là xấu trong trận đấu này. Bài quân quá xấu. Màn hình máy game thủ Hồng Anh. Vâng, Hồng Anh đang ăn dân bên trong. Hồng Anh ơi, nhà kia sọc đơn với lại cung R cung thủng kìa. Y Hùng nó vẫn đang đâm kìa. À! 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 Thắng ơi! Thắng ơi! Thắng ơi! Một trận thi đấu như lên đồng của các em thủ, cả bốn em thủ NBA Team Game TV. Quá cảm xúc. Vâng, và như vậy thì cuối cùng là các cái thủ phía Team GNB, các anh cũng đã vượt khó được trong một trận thi đấu mà quân là xấu hơn quá quá nhiều. Một GDX, một Mark C, một Kata, một Pho. Thi đấu ấy, bên phía đội bạn thì có Seng Min Wan Egypto. Kinh hồn. Alo. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo trong trận đấu thứ tư rồi. Quá nghẹt thở và kịch tính, 3C đều là 3-2. Và đều là những trận chung kết quá khó dành cho các cầu thủ phía Team Game TV, nhưng các anh đã lội ngược dòng thành công.